xin chào các bạn Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Nguyễn Mình rất vui gặp lại các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu quần thể thao của nữ. Nếu phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt Thì phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh Quần này của mình có một dây ốp Chạy thẳng phần sườn Hai bên Có túi hàm ếch Cạp rời Và moi giả Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may để hoàn chỉnh mẫu quần này. để may được mẫu quần này các bạn sẽ may cho mình phần đúng của thân sau và phần đúng của thân trước trước May xong đúng quần các bạn sẽ may túi quần cho mình Gấp giúp mình mặt phải Còn lót túi với mặt phải Của thân quần May cho mình một đường Và hai bên túi các bạn may như nhau cho mình là được Sau khi may miệng túi xong nhé, các bạn sẽ gấp giúp mình mặt phải có hai lót túi vào với nhau và may cho mình cái phần lót túi bên trong. Hai bên lót túi các bạn may như nhau cho mình là được. Sau khi may phần nốt túi xong, các bạn sẽ vắt sổ cho mình toàn bộ thân trước và thân sau, phần sườn quần để tí mình may dây nhé. Và vắt sổ cho mình từ miệng túi ra đi. Vắt sổ sườn quần xong các bạn sẽ may phần bo cạp cho mình Gấp giúp mình hai mặt phải của bo vào với nhau May cho mình một đường Sau khi may phần can của phần cạp quần Rồi mình sẽ ra máy bằng để mình may túi quần Can chun May đường dây vào hai bên sườn quần Các bạn can chun cho mình Cho giao nhau chun 1cm và may cho mình một đường chạy đi chạy lại cho mình lại mũi hai ba lần nhé để phần chun của mình nó không bị tuột chỉ Can chun xong các bạn sẽ ghim chun vào phần cặp quần cho mình. Cặp quần mình đã sang dấu thành 4 phần bằng nhau. Và chun mình cũng sang dấu thành 4 phần bằng nhau. Các bạn ghim cho mình 4 đường để mình giữ chun gim chun xong các bạn sẽ chạy cho mình một đường ở phần bên dưới của chun nhé các bạn sẽ chạy cho mình sát mép chun luôn và không chạy lên chun nhé chạy cho mình phần chun quần từ trên mép cạp xuống dưới tầm 1,5 cm các bạn sẽ kéo căng ra cho mình nhé để khi mình mặc nó không bị đứt chỉ và chạy tiếp cho mình đường thứ hai sau khi may xong đường thứ nhất cho mình bằng một chân vịt là được can chun xong các bạn sẽ mí giúp mình ở phần đũng quần thân trước và thân sau riêng đúng quần thân trước may đến cái phần moi thì mình sẽ dừng lại và các bạn ghim thẳng lên cho mình theo đường phấn mình vẽ khi mình cắt chỗ phần bản moi và vặn chỉ thưa cho mình nhé để mình ghim Ghim mua xong các bạn sẽ kẻ giúp mình một đường bản mo cho mình là 2,5cm đến 3cm nhé. Và may cho mình theo đường mình vừa vẽ là được. May moi xong các bạn sẽ chạy cho mình mí vào phần lót túi nhé. Đừng may các bạn sẽ lật cho mình về phần lót túi. Mí xong lót túi hai bên các bạn sẽ chạy cho mình giữa miệng túi. Các bạn giữ cho mình bằng một chân vịt là được. Và giữ ra mặt phải của thân quần cho mình. Miệng túi bên kia các bạn giữ như miệng túi bên đây cho mình là được. giữa miệng túi xong các bạn đi ghim phần miệng túi vào thân quần cho mình các bạn sẽ vuốt phẳng cho mình nhé để mình ghim ghi miệng túi xong giờ mình sẽ may dây vào phần sườn quần các bạn sẽ để dây lên trên và mí cho mình một đường và khi may dây các bạn nhớ để thân quần các bạn để êm cho mình dây các bạn kéo hơi nhẹ một chút để khi mình may lên cái phần dây và thân của mình là êm nó phẳng nó không bị nhăn và không bị bay Khi mình may xong cái phần dây của mình là êm phẳng Giờ mình sẽ may lót cái phần thân quần bên kia Vào phần dây Bên đây của mình là mình hoàn thiện Phần may dây sườn quần Các bạn sẽ may cho mình Mát vào phần thân quần trước nhé, cách miệng túi cho mình 1 cm. Còn bạn nào không thích may mát thì các bạn không cần may. Và trong khi may mát các bạn lưu ý cho mình, thân các bạn nhớ để êm và mát các bạn giữ cho mình nó êm nhé. Khi may xong cái phần mát vào thân của mình, thân của mình nó êm là được. Các bạn ghim cho mình phần chun quần vào phần thân quần. Phần cặp quần mình đã sang dấu làm 4 phần bằng nhau, các bạn sẽ ghim vào 4 điểm ở thân quần cho mình. Và phần cặp quần này các bạn sẽ may cho mình đúng vào cái đường ghim ở phần bo cạp. Để đường chỉ của mình nó trùng nhau. các bạn ghim cho mình cái phần dây thể thao và phần ống quần để khi mình may phần ống quần thì cái phần dây của mình nó không bị xê dịch thì phần gấu của mình nó sẽ êm phẳng các bạn may phần cạp cho mình may cho mình theo đường mình vừa ấy ghim phần cạp quần với phần thân quần May cặp quần xong các bạn sẽ may phần dàng quần cho mình Để cách phần gấu quần cho mình một cm để khi mình trần Nó sẽ êm phẳng nhé Và các bạn nhớ cầm dài cho mình đến cái phần đũng quần Các bạn cầm dài thì cái phần dàng quần của mình nó êm phẳng Và nó không bị chỗ cầm chỗ bay Sau khi may xong quần các bạn đi trần gấu quần cho mình. Các bạn may gấu cho mình 2,5cm. Sau khi may gấu xong các bạn lưu ý cho mình đường chỉ của mình nó trùng với nhau nhé và gấu quần bên kia các bạn may như bên đây cho mình là được may gấu quần xong mình sẽ ra máy bằng để mình giũ phần cạp quần các bạn sẽ chạy lại cho mình một đường máy bằng chung với đường mình với ghim phần cặp quần và phần thân quần nhé Chạy xong đừng mấy bằng xong các bạn sẽ lật ra mặt phải Diễu cho mình về phần thân quần Và đường diễu của mình là bằng một chân vịt là được Và trong khi diễu các bạn sẽ vuốt thẳng cho mình thân quần ra nhé Để cái đường diễu của mình đã em phẳng Các bạn sẽ rút hết cho mình chỉ ghi mở gấu và phần miệng túi môi quần. Đây là mẫu quần mình vướng cho các bạn Cắt và may hoàn chỉnh Khi may xong cái phần Dây của mình êm Phần giàng quần êm Phần mát, phần cạp moi quần và gấu quần êm là được Và nếu mà Trong khi mình cắt may Thì người béo hay là người gầy Công thức của quần các bạn sẽ cắt cho mình như nhau nhé Chỉ có khác ở phần áo vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần thể thao trong bộ thể thao của nữ các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy like chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình chúc tất cả các bạn cắt và may thành công chào các bạn